Đó, có hai cái đó. Bẻ luôn cha. Trái tim. Trái tim bị nhọn bắt. Trái tim của nông dân. Đâu, ăn còn không? Trái tim sát thủ ở đây nè. Ồ, nguyên ề nè. Dưới đây nữa nè. Góp gió thành bão à. Chỗ này thì không có nhiều lắm nhưng mà nó trống, dễ nhìn, dễ cắt, không có bị cây nó kéo lại. Lúc này em, cái này đi. Vừa hái vừa thả vô. Cái này chắc hư hả? Còn được. Đây luôn. Rải rác tứ lung tung. Dưới cái gốc cây. Còn đâu nữa? Đây nữa nè. Đó. Đặt đi. Chạy trốn hay lắm. Còn nữa không? Ừ, dạ. Mình hái cái nó thục. Bất nhiêu. Chạy trốn hay lắm. Ô nãy nó lại quẹo vô hả? Wow, có cái nó vượt cho bả lửa luôn nè. Thôi vậy hái nhanh đây để nó. Ok. Coi nè. Anh. Ờ. Wow, quá bự ha. Cái này to nè. Anh hái mấy nhỏ nhỏ đi, em hái bự. Quá, mấy cái mà bẻ kia bực đã lắm cả nhà. Cũng ok. Nè, anh tới anh hái em cái này luôn đi. Em trồng vô bỏ mẹ luôn nè. Bồn bộn mà. Wow, hai em này ngon quá.
Ủa nụ qua cây. Còn mấy cái bự nữa các bạn. Wow, ngon quá. Mới hái được mấy cái bự quá trời luôn các bạn. Không rồi bấm máy nó không quay. Em lại. Wow, đây cái nữa nè. Dân kêu nó có nắm bự thẳng. Wow, em này còn to dữ luôn nè. Cần em không? Wow, hái mấy cái to quá chừng luôn. Anh hái được mà. Mấy cái vòng vòng nè, còn hai cái bự nè. Cái đằng kia nhỏ nhỏ cái đống kìa. Ở trong lùm đó nó em thấy không? Ừ. Trốn quá đi. Hai cái luôn á. Ồ dạ. Giống một nhím á. Bên kia nữa kìa. Nấm mèo kìa. Đây, màu vàng nè. Thấy nấm mèo không? Đâu. Yeah. Ờ, nhỏ nhỏ, hồi nãy thấy mấy cái mèo và to lắm. Hai được không? Hai bỏ vô đi. Ô đằng kia mấy vòng vòng đây nè. Em hái nè. Tới luôn. Wow, đây có to không rồi cả nhà. Hái được không? Wow. Quá trời ngon. Anh cắt đi, tại em bự quá. Không có bẻ được. Để em lại, để em lại. Ôi ôi, ngon quá vậy. Đỏ đỏ em thôi. Giống như mấy con nhím vậy. Ừ. Rồi, anh cắt luôn cái đầu con người ta. Rồi. Ông đang chui. Ôi, quá này sao nó nhổ lên nè. Em nhổ đó. Wow, trời đã không? Cái này nó mau nặng. Mau nặng ký lắm.
chỗ này coi đã đi tưởng. Wow, có mấy cái này nó bự quá chừng anh ơi. Nó chắc lại hái đi. Bự lắm luôn á. Bự bằng anh không? Gần cỡ. Ôi ôi, 3-4 cái luôn. Nó làm giống như con nhím vậy đó. Hái cái này trước đi. Wow, nó mập. Sao nay không cắt cái chân dài vậy ta? Rồi. Wow, bự không? Quá trời bự luôn. Đó, coi cái gốc rồi cả nha. Mà cái gốc này ăn em thấy giòn giòn ngon á. Anh thấy rải rác còn mấy cái nữa. Ừ, đằng mẹ mấy bên tay phải anh kìa. Nè, hai cái. Xốp luôn đi. Anh đi kiếm mấy cái kia rải rác anh hai. Ok. Bôi thay ra thì chút này mất tiêu. Ngon quá. Nó thấy nhiều quá, nhìn lên mất tiêu hết. Em coi cái này coi nó chạy đâu rồi em. Hả? Thôi anh tự kiếm em hái đây. Xuống này mất tiêu rồi. Wow, mấy cái này nó tươi nè. Mấy cái tươi cái bẻ này bột bột đã lắm. Mày ở đâu? Wow, trên kia cá bự nữa kìa. Mất tiêu cái chỗ này rồi. Wow, sao hái ta? Nằm rải rác cả nha, chắc phải bỏ đống đây rồi. Bên kia mình nhìn qua thấy có một cái tàu. Hình như anh thấy trên đồi nó lú lú em. Hả? Ở trên đồi á. Em này. Chỗ cái vỏ em có đó. Anh lên đó anh gom con em nhỏ để đó đó. Đâu? Thẳng lên. Nè. Anh. Không có tay rồi em bỏ đó. Em nằm ở đây, trốn ở đây. Wow, ngon quá. Đây có nguyên đám luôn cả nhà, mà không có bự lắm đây. Mà đôi khi cái nhỏ nhỏ mình hái mình lười chứ. Nó nhỏ nhỏ nó non nó ngon hơn, nó nhiều cái chất dinh dưỡng hơn. Ngon quá.
này mình nhìn xa xa giống y chang như là cái bông cái thông vậy đó nha. Nó cũng có khí giống y chang luôn á. Mưa nó đi ngon lắm nè. Ok. Ông giận nó bên kia ngon quá. Đây cũng ngon cả nhà, bên này hái quá trời quá đất luôn. Em ơi, mé bên đây ngon quá nè. Hái đây trước này em. Wow. Lấy cái vỏ em luôn. Chưa. Wow, ngon quá nè. Bên kia cái luôn. Wow. Sao có mấy cái? Ai hái vậy ta? Chắc mình hái. Ừ, có dấu người ta hái nè, chắc lọt á. Bữa mình có lên đây mà. Làm sao nữa kìa. Wow, cái đó to nhỉ. Ngon không? Lấy cái đít. Quá, cái đít anh đâu có lấy được. Cái đó không bị gãy hả? Lậm luôn. Gãy mà nó còn dính. Nè. Trốn luôn. Trên kia luôn. Còn cá bự nè. Cái này mới đại lắm. Bữa nay thì hái cũng bọn. Mấy cái bự bự này hái cũng được mấy cá luôn. Cắt xác dữ vậy trời. Hà tiện. Nó mèo nữa kìa. Đây cái này. Mùa này đây thì mình thấy nó mèo nhiều lắm không? Okay. Quá ngon. Còn đâu nữa không? Em nghĩ đi nó cái triền triền chắc ngon á. Cho nên mình phải dọc bông mùa nó lại. Gió lên nặng rồi. Quá đấy à, nhiều quá rồi cả nhà. Wow, nặng dữ rồi.
độ khoảng chục phao hơn rồi á. Từ từ mình bẻ đã lắm. Cái này hơi dài nè, khó bẻ. Còn cái kia là sao bắt ăn được chút này. Quay xong rồi mình hắn. Con xã mình nó không khơm hái đắng nữa sao. Wow, đây có mấy em luôn nè. Cái này ai hái thì lọt cái khu eo kia nữa cả cái nhà. Ở đây nhỏ nhỏ cái đống mình này. Ừ. Tốt trong cỏ á. Chào em. Trời ơi, nó gãy. Anh hái đây. À, thấy không? Thấy trong góc không? Thấy. Chỗ này nó thấy ra đâu rồi. Đây nè. Chéo hai năm rồi nè. Kế bên đó. Còn hết. Sau lưng em á. Nó thấy nó nhiều bây giờ mình hái cái hết. Ta thấy thì một đống. Ô, đây nó nè. Trời, đây nó nè. Sách vỏ có em. Chỗ này nhỏ quá trời anh. Ừ. Nhưng mà wow, có mấy cái bự nè. Mới thấy ba cái. Ngồi xuống hái còn hai cái, ngộ ghê. Anh thấy nó thụt. Nó thụt như mấy con lươn vậy. Quát nó mất tiêu. Nè, đây anh. Đó. Đây nữa nè. Trốn kìa. Wow nè, okay. Đâu anh thấy con cái to to ở đâu đây nè. Ôi ôi nè, dở lên nó nằm ở dưới á. Vậy hả, đâu mất rồi. Thôi nè, đâu đó, mấy cái này hồi nãy
Không cho anh coi. Không. Anh quay bên kia đây, ngồi dây cái đít này sao ta hái ta. Đừng có quay đít anh được rồi. Thì anh quay chứ. Qua đây luôn đi. Anh đừng có ngồi chung với em. Ngồi bên kia đi. Càng nữa cả. Đi xa cái nắm trung tâm của anh rồi. Ồ, đây có cái bụi nè. Ngon quá, đây nữa nè. Cắt cái đầu nó ra, để nó dơ. Rồi, hết tay. Anh hết tay luôn rồi. Rồi kia bỏ đi rồi mình hái tiếp. Wow, đây đã rác, ngon quá trời cả nha. Mà hên nó trống vậy nè. Cũng dễ di chuyển. Này hả? Ừ. Bỏ vô đã. Hồi hồi cái này nó trốn nè. Trốn ở dưới nè. Giọt rụm ha. Cái chân nó giọt rụm. Ôi lần kia đó, tại sao lưng anh đó kìa. Anh dai lưng lại nó có à. Tốt kia chứ không phải ngay lưng. Ờ cái này nãy anh thấy mà anh chờ mà. Anh hái mấy cái nhỏ nhỏ ở đây, anh thấy cái bự để chờ để quay phim đâu rồi. Wow, ba cải to quá. Em hái cho em hái. Không có cái dao khó hái. Vậy em mở lên đi, anh cắt. Ô đằng sau nữa kìa. Wow, ngon quá. Đằng sau cái cây kìa. Được không? Ô da. Chỗ này rung rơm này lý tưởng. Nè anh ơi. Giờ nhổ không vậy ta? Nhổ cho anh cắt. Cái này. Chóc góc rồi. Ui da. Wow, hay có trái to nữa nè. Ồ, nó cái đèn nữa nè, nó mới lên á. Ừ. Nhớ chỗ này đi. Lên. Chỗ này gần cái chỗ á. Đèn nữa nè, ánh đèn mới lên nè. Giống đống rơm bị chen luôn. Mình nghĩ vô mấy cái rừng rậm vậy nè, chứ có nhiều lắm không? Wow, nguyên cái... nguyên cái... Đây nè, bò một cái bự nè. Ồ, wow, không thấy luôn á. Nguyên chỗ này chắc cũng cả ký ha. Ừ. À, wow. Ngày chống rừng chục ổ. Cái này ra luôn. Ổng đi không xách cái vỏ mình, ổng kêu đi ra luôn.